could Ôn Triều Luân, nam thần TVB ba đời vợ, chia tay đòi bạn gái, trả phí. Từng là tài tử rất được yêu thích trên màn ảnh Hồng Kông với những vai diễn kinh điển, Ôn Triều Luân đã làm ra những gì để rồi lạc đến bước đường phải bán bằng vệ sinh, kiếm sống như ngày hôm nay. Ôn Triều Lân của tuổi 57 đã sớm bắt tiến tìm đường phát triển từ nhiều năm trước. Vì để duy trì danh tiếng, nam diễn viên thường chia sẻ những đoạn video ngắn trên đầu cùng nội dung vô nghĩa nhưng lại diễn rất nhập tâm. Ôn Triều Lân cũng nhân cơ hội này tương tác với khán giả để mở livestream bán hàng và sản phẩm được Ôn Triều Lân giao bán, đa phần là vật dụng dành cho nữ giới như băng vệ sinh, quần thể dục. Tuy nhiên, Ôn Triều Luân lại tỏ ra khá vô duyên với nghề này khi lượng sản phẩm anh bán ra không khả quan là mấy, người xem cũng chỉ dừng lại ở 1.000 đến 2.000 người mà thôi. Về ngoài cuốn, những người làm minh tinh như chúng tôi rất hào nhoáng, nhưng thực ra còn thảm hơn so với người thường. Sinh năm 1964 ở Hồng Kông dưới sự ảnh hưởng của người cầu, Ôn Triều Luân có niềm đam mê với âm nhạc từ nhỏ. Trong thời gian đi học, anh tham gia hầu hết các cuộc thi ca hát mang về nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Ôn Triều Luân được TVB nhìn trúng, mời về ký hợp đồng, trở thành MC cho chương trình thiếu nhi tại đây, nhiều vẻ ngoài điển trai và giọng hát đầy quyến rũ. Vào năm 18 tuổi, sau cuộc thi hát so đài truyền hình tổ chức, quán quân của cuộc thi đó thuộc về để nhất danh ca Mai Diễm Phương. Quá thưởng thức nhan sắc của Ôn Triều Lân, TVB hướng làm ca sĩ chuyển mình sang làm diễn viên. Tuy thử sức với lĩnh vực mới nhưng nam tài tử vẫn gặt hái được nhiều thành tích nhất định. Câu chuyện thành thị là bộ phim truyền hình đầu tiên của Ôn Triều Lân sau khi chuyển mình. Năm 1989, Ôn Triều Lân tạo nên đột phá với vài phản diện Đinh Hữu Khang trong Nghĩa Bất Dung Tình, tác phẩm kinh điển một thời. Người ta thường nói không sợ phản diện xấu, chỉ sợ phản diện đẹp trai. Tuy khiến nhiều người không ưa, nhưng Đinh Hữu Khang của Ôn Triều Lân vẫn chinh phục trái tim của người xem nhiều vẻ ngoài thư sinh của mình. Nếu năm xưa tôi từ chối vai hữu khang có lẽ giờ đây đã phải ngồi bán bánh mì ở góc đường nào đó rồi. Ôn Triều Luân chia sẻ. Cũng nhờ vai diễn này, nam diễn viên được mệnh danh là người diễn vai gian số 1 trong phim Hồng Kông. Một năm sau, Ôn Triều Luân bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành người tình trong mộng của hàng nghìn cô gái với vai nửa chính nửa tà, tê hảo nam trong tôi vốn lương thiện. Nếu không phải xính ổn nào trong chuyện tình cảm, có lẽ địa vị của ôn triều lân còn cao hơn so với tứ đại thiên vương. Lý Lệ Nhị là mối tình đầu của ôn triều Luân, cả hai bắt đầu qua lại từ năm 1984, nhưng rồi từ ai nấy đi sau khi Lý Lệ Nhị ra nước ngoài du học. Có lẽ vì mới biết yêu nên ôn triều Luân khá lụy tình trong đoàn tình cảm này, thậm chí còn cố tình dùng tên tiếng Anh của Lý Lê Nhị để viết một ca khúc tên Sarah của tôi bày tỏ nỗi nhớ nhung. Nếu Lý Lệ Nhụy là mối tình đầu của Ôn Triều Luân thì Hà Mỹ Đình là bạn gái đầu tiên của anh sau khi vào giới giải trí. Cả hai quen biết trong quá trình quay câu chuyện thành thị. Ôn Triều Luân yêu Hà Mỹ Đình từ cách nhìn đầu tiên. Thế nhưng, đoàn tình này cũng kéo dài được hai năm đã phải nói lời chia tay vì Hà Mỹ Đình không chịu nổi tính bảo thủ của Ôn Triều Luân. Thời gian hẹn hò ngọt ngào thì ít mà cãi nhau thì nhiều. Năm 1989, không những cả hái được thành công trong sự nghiệp, Ôn Triều Luân cũng thu hút kết quả trong tình cảm khi nên duyên với Lý Mỹ Minh, một thiên kim nhà hào môn nhỏ hơn anh 12 tuổi. Dù vậy, canh đẹp lại chẳng dài lâu, đến năm 1993 thì cả hai ly hôn. Có tin Ôn Triều Luân ra ngoài ăn em với nữ diễn viên Trần Mai Hinh khi đóng chung MV ca nhạc vào năm 1990 là nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ. Ban đầu ôn triều luân lên tiếng phủ nhận chuyện đã làm sau lưng vợ, nhưng sau lại chủ động công khai tình cảm với Trần Mai Hinh sau khi ly hôn. Làm hình tượng nam diễn viên bị sụp đổ, mối tình này cũng kết thúc vào năm 1994. Điều làm mọi người bất ngờ nhất chính là sau hai năm chia tay, ôn triều lân đã yêu cầu Trần Mai Hinh không được xuất cảnh, đòi cô trả 140.000 đô la Hồng Kông mà anh cho cô mượn trong thời gian cả hai còn hẹn hò. Trong chuyện này, Trần Mai Hinh cũng từng khóc nghẹn bày tỏ, trước giới truyền thông. Bản thân tôi nghèo túng, ra nước ngoài cũng chỉ để du học mà thôi, không ngờ ôn triều lân lại tính toán trì ly đến thế. Năm 1996, nam tài tử tiếp tục hẹn hò với nữ trợ lý Phan Yến Ni và kết hôn tại Úc vào năm 2002. Hôn nhân của họ cũng chẳng duy trì được lâu thì đường ai nấy đi. Có tin hai vợ chồng gánh khoảng nửa gần 5 triệu đô la Hồng Kông do thất bại trong đầu tư bất động sản ôn triều luân đã đẩy số nửa đó cho phan yến nhi và một mình đi mất ôn sơ năm nào giờ đây đã trở thành ôn thần trong mắt khán giả không những đầy nửa đần cho vợ cũ ôn triều luân còn dính tin đồn hẹn hò với quách thiền nhi nữ diễn viên đang rất nổi tiếng của thời điểm đó tuy mang danh bé ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác lúc này ôn triều luân vẫn chưa ly hôn với vợ nhưng quách thiền nhi vẫn chấp nhận qua lại với người đàn ông có lịch sử tình trường vô cùng đáng sợ này Bản thân tôi chỉ là người phụ nữ bình thường, tại sao không thể hẹn hò công khai? Thậm chí Quách Thiền Nhi còn dẫn ôn Triều Lân ra mắt phụ huynh mà ôn Triều Lân cũng từng hứa sẽ cưới Quách Thiền Nhi làm vợ trước mặt truyền thông, báo chí. Đợi không được ngày họ kết hôn thì đã đợi được đến ngày họ chia tay. Năm 2005, cả hai đường ai nấy đi danh tiếng của Quách Thiền Nhi cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Sau nhiều thất bại, ôn Triều Lân quyết định bắt tiến thử sức ở thị trường mới. Không ngờ sự nghiệp chưa được cày xử đã thấy anh hẹn hò công khai với nữ nghệ sĩ Ôn Gia Dung. Sau khi mối tình kết thúc, Ôn Triều Luân bị bạn gái cũ lên tiếng, nói anh đã cầm 500.000 nhân dân tệ trong 6 năm quen nhau, thậm chí còn có những hành động không tốt với cô. Mãi đến năm 2013, Ôn Triều Luân bất ngờ công khai kết hôn với nữ diễn viên tuyến 18, kém anh 20 tuổi, Triều Đình. Hai năm sau kết hôn, cả hai chào đón của công chúa đồng lòng và bên nhau đến tần bây giờ ôn triều luân không hổ xanh là người đào hoa chuyện tình ái chưa bao giờ dừng lại với anh nhìn lịch sử tình trương của ôn triều Lân có lẽ bậc thầy quản lý thời gian như là trí tường cũng phải chào thua với những ồn ào như thế mà nam diễn viên vẫn có thể hẹn nò hết cô này đến cô khác thực sự đáng khâm phục nếu không vướng vào những chuyện như thế này thì anh vẫn còn danh vọng rất cao được nhiều người kính trọng chứ sự nghiệp không biết bát như bây giờ